dính con cá không? Ơi ơi, hàng ôi ôi. Chào mọi người nha, lâu quá rồi không có đi thăm lưới neo các bạn. Nay mình mời mình về quê nên bữa nay mình đi qua bên Sa Đéc các bạn. Mình đi qua Sa Đéc mình đi dân thăm lưới neo với anh Tùng kênh 66 TV á các bạn. Hỏi mình cũng đi một lần mà dính được con cá sấu à. Hên xui các bạn, bà cậu là hên xui. Hôm bữa nay là được Hugo nha. Ở đây có mấy cái bạn mát quá. Cặp đây là bờ kè đá nè các bạn. Bờ kè bằng đá nè, này mà kiếm cần cỡ 3 mét đó, ra đây câu cá lăng, cá ngát, cá sủ rồi ngon lắm. Mà quăng cục mồi phải tuốt mà xa vậy đó, còn mới cuốn vô từ từ. Mấy bờ đá này cá ngát ở dữ lắm ở. Câu này chắc tốn chì lắm nè. Giờ này nước chuẩn bị thăm lưới các bạn. Giờ này 4 giờ chiều rồi. Mình mới vừa chạy qua tới luôn. Vô ngồi uống cà phê với anh Tùng một chút. Nó nguyên bờ kè nó chuẩn bị làm dài hết rồi mày. Anh xui à, ai biết được à. Trời ơi, bắt năm này kinh nghiệm ổng là 50 năm nghề câu đó Vinh Nhi. Làm lâu rồi đó. Trước khi đi thăm lưới neo mình đi thăm văn câu, câu văn dưới Bắc Năm trước nha các bạn. Mồi tép hả Bắc Năm? Năm thì dân câu cặp bờ luôn nè, không có xa. Gần gần với nước cũng sâu lắm chứ. Một đoạn dây này sẽ có một cái lử vô. Có ba xa hơn. Đâu hên nữa mà. Vì cái số cũng hên nè. Không mà tính ra ông sắt cá dữ lắm, ông đi tới đâu có cá tới đó à. Dạ. Mà tính ra nó cũng rẻ, 70-80 ngàn ký cũng rẻ. Rồi mồi không giống một trái bom vậy. Cà chua là dính con gì ăn anh? Ba sa nỏ một em. Bên đây thì con này nó dạng là bình thường. Mấy con này là nó nuốt lử không. Vô một em. Nó Ba sa bú bình. Ba sa này mấy mốt chắc nó cũng nhiều giống như là cá sát nha. Tại giờ người ta nuôi được thôi. Mà nuôi cũng quá trời. Có cá hú hình như nuôi không được phải không Năm? Được không? Dạ. Ở bên con ngỡ này con thấy người ta cũng nuôi cá ba sa nhiều lắm.
xa xa có hai ông đó neo ghe lại câu các bạn, chắc câu cá lăng cá sủ rồi á. Đây tìm mẵn hàng khủng nhiều lắm nha. Đợi xô hay gì đấy, chuẩn bị lấy ghe đi rồi kìa. Dúng gì mà lên tim kìa. Hugo rồi. Dúng gì mà không lẽ Hugo sao? Đi đâu hàng khủng thiệt đó. Lên tim mụn luôn kìa. Cái gì đây? Cái gì mà lo muốn không lên luôn. Ừ, nè. Tím lên rồi. À rồi. Nhánh cây. À, tìm nổi luôn. Mày lên. Đó, hai cần thủ đi về kìa. Hai cần thủ đội xô rồi kìa. Trời ơi, con cây nhánh mặn thêm gốc chuối nữa kìa. Cá. Ơi, hàng. Ôi. Trời. Ôi ôi, Tùng ơi, sướng hết Tùng ơi. Ê, bậy gì ơi, bình tĩnh gì ơi. Bình tĩnh. Ôi. Đằng sau một gốc chuối là một gốc ba sa. Ba sa phải không bác Năm? Ôi kìa. Vậy là bữa nay mình không có xui rồi, bữa nay mình hên rồi. Ôi trời, lên quẩn cái đuôi một cái đá không nội ơi. Đền bù lại góc chuối đó. Bự quá bẻ, không gãy nổi. Ôi, coi cái bụng ba sa kìa các bạn ơi. Này chắc cỡ 2,5 kg không ta? Đó, vô rộng đây phải không? Đó. Ủa, coi cái tay bắt năm vậy mà ăn cá kìa các bạn. Ui, lần đầu tiên của tôi. Sướng. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Ôi dồi. Không chạy không gì hết. Dạ, mà nãy dở lên nó không chạy chứ. Dạ. Bữa nay có con bởi vì nó không chạy đó. Nhẹ. Nó biết điều đó. Chưa nó mà chạy quá cũng dễ sức lắm á. Dạ. Trời ơi con nè. Tôi thông tin đời tôi luôn rồi. Ba xa. Sướng. Hết được đâu hả bác? Con. Dạ. Vậy là bữa nay mình hên rồi. Nó mình hên rồi.
Bà Sa tiếp tục. Ủa cá hú à. Con năm nó cá hú các bạn. Mình cũng chưa phân biệt được cá hú với cá Ba Sa nữa. Trời ơi. Đó có cây nè, qua cái cây này tới cá nè, tiếp tục nè. Bằng hai cánh một nè. Ôi, đem con nữa thiệt. Bạn con nhỏ. Hú đâu phải không ta? Dính cái cây rồi dính con cá các bạn. Nhưng mà rất tiếc là một con cá nhỏ. Bẻ ngạnh nữa bạn. Rồi đầm nhức lắm. Hết đoạn dây rồi bạn ơi. Thành quả của đoạn này đó là một em Hugo. Ồ, chim ngưỡng lại đây. Này họ vô ẩm bọc quá. Ba Sa đã rồi. Cá cha. Làm hết lưới rồi, bắt năm cắt mồi các bạn. Mồi cà chua với mồi tép. Thăm một lượt tới xong rồi mấy móc mồi ngược lại các bạn. Này gọi là văn câu, câu văn. Cá hú nè, mỏ nhọn nè. Đó, mỏ. Mỏ cái nhọn. Dướng. Dướng. Cá hú nè. Kho này khô khô, hai con này khô khô ăn à. Hai con cá hú. Đây là con cá sủ nhỏ. Sủ này muối chiên mà bá cháy luôn. Với đường con Hugo Ba Sa. Thăm văn câu xong giờ tới tiết mục thứ hai các bạn ơi. Thăm lưới. Hai môn phối hợp. Đó. Ồ, con cá chép kìa. Cá chép bị cá rô rỉa. Đuôi như cá chép bị cá rô rỉa các bạn ơi. Trời ơi, bị con gì nó rỉa. Mấy nhảy vậy nha. Bị cá chim gượt quá. Cá chép này bị cá chim nó rỉa vậy không còn gì. Về thăm lưới quá. Thấy trong cái đại không? Trời ơi, con nào tội nghiệp còn nhỏ không? Tàn khóc sinh linh không?
con cá cha nó hụt ngay đó mà nó không vô lưới.